Hôm nay là thứ tư 12 tháng 6 năm 2013. Quả thật tôi không biết là đúng hay là không, nhưng mà cái hồ cá này tôi thực hiện và bắt đầu cho nó hoạt động kể từ hôm thứ hai vừa rồi. Thì tôi thấy chiều hôm qua thì tôi ngồi quan sát những con cá nó đi tìm mồi, nó tung tăng, nó bơi tới bơi lui gặp nhau, nhưng mà nó không có tranh đấu với nhau để mà tranh đoạt cái miếng mồi, nó tìm được là nó ăn thôi. Thì tôi thấy rất là giúp cho tinh thần tôi nó thoải mái, nó tương đối với là thư giãn. Tối vừa rồi tôi vào giường trước 8 giờ và sau khi lấy cái máy sensor nghe nhạc, tôi để là 50 bảng. Thì tôi bắt đầu lên, thì tôi không biết bao lâu sau thì ngủ, nhưng mà giấc ngủ ra đã tới tôi rất là nhanh, và ngủ một giấc cho tới hơn 2 giờ sáng ngày thứ tư 12 tháng 6. Như vậy thì cơ thể nó được thư giãn, được yên ổn, nó không có bị đau nhất này, nhờ xoa dầu và xoa bóp. Thì ngủ một giấc dài như vậy á, thì đó cũng là một giấc ngủ mà từ trước tới nay trong đời sống tôi nhớ rất là kỹ, là tôi chưa hề có một giấc ngủ nào mà dài như vậy. Thì nói tóm lại là cái tinh thần nó thư giãn và cái tâm tư nó lắng xuống, nó không có bị dao động này thôi, thì giấc ngủ nó sẽ được sâu, có thể là lâu hơn từ trước tới nay. Thì đó cũng là không phải là kinh nghiệm, nhưng mà để theo dõi thử xem nó là được như vậy là nó nhờ cái gì. Thì hy vọng là sức khỏe nhờ cái hồ cá này nó đem lại với sự thư giãn, tĩnh tâm rất là thoải mái, là không có suy nghĩ vẩn vơ.